Xin kính chào toàn thể các thầy cô giáo. Để giúp cho các thầy cô có thể dễ dàng tổ chức các lớp học online của mình hơn, hôm nay thầy Duy Phương xin được hướng dẫn các thầy cô cách để chúng ta có thể tạo nên các cái lớp học online cho mình ở trên Google Classroom. Việc này rất là quan trọng, đặc biệt là khi mà các thầy cô phải dạy nhiều lớp hoặc nhiều môn học. Thì nếu như chúng ta không biết cách làm này, các thầy cô sẽ phải rất vất vả trong việc là hàng ngày chúng ta đi gửi link cho học sinh. Vậy thì thầy Duy Phương sẽ hướng dẫn để các thầy cô có thể tạo nên một cái quy trình đang để dạy học online một cách hiệu quả. Và bước đầu tiên là chúng ta cần phải tạo nên một cái lớp học của mình trên Google Classroom. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau theo dõi cách thực hiện nhé. Trước hết để làm việc đó thì các thầy cô sẽ truy cập vào internet và sau đó chúng ta sẽ gõ là classroom.google.com. Khi ra trang này thì thầy cô sẽ thấy đây là cái giao diện để chúng ta có thể tạo nên các lớp học. Bằng cách là mình sẽ bấm vào cái dấu cộng. Thì để tạo lớp học thì thầy cô sẽ bấm vào chữ tạo lớp học. Mình đánh dấu tích vào đây. Rồi bấm tiếp tục. Sau đó thì thầy cô sẽ đặt tên cho lớp của mình ở đây. Ví dụ như thầy cô dạy toán lớp 7A2. Ta sẽ gọi toán 7A2. Các phần này thì cô có thể điền hoặc không cần điền cũng được. Sau đó chúng ta bấm tạo. Việc tạo lớp ở trong Google Classroom thì vô cùng đơn giản như vậy thôi. Vấn đề chính là sau khi tạo lớp thì chúng ta cần phải biết cách để mời học sinh vào lớp như thế nào. Vậy thì để học sinh mời học sinh vào lớp thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là các thầy cô sẽ gửi lời mời cho các học sinh của mình. Bằng cách là chúng ta sẽ bấm vào chỗ mọi người này. Đó, rồi sau đó ở cái chỗ sinh viên này thì chúng ta sẽ bấm vào cái biểu tượng này. Rồi các thầy cô sẽ nhập địa chỉ email của học sinh của mình vào. Chúng ta bấm vào đây. Ví dụ như mình có một bạn học sinh có địa chỉ email như này. Đó, mình sẽ nhập vào. Sau đó bấm mời. Vậy thì khi bạn học sinh đó được thầy cô mời vào lớp thì điều gì xảy ra là các bạn đó sẽ nhận được một email đến mail của bạn ấy rằng có thầy cô đã mời mình tham gia lớp học thì có đồng ý hay không. Và bây giờ mình sẽ mở thử một cái Gmail khác. Giả sử đây là Gmail của học sinh. Vậy thì khi học sinh đăng nhập vào tài khoản của mình. Đó thì các con sẽ thấy rằng là thầy giáo Bùi Duy Phương đây hoặc là thầy cô của mình sẽ đã mời mình vào trong một cái lớp học thì con chỉ cần bấm vào cái email của mình. Và nếu con muốn tham gia vào lớp học này thì con chỉ cần bấm vào nút tham gia là được. Con sẽ bấm vào tham gia. Đó. Và khi con bấm vào tham gia thì con lập tức nhảy đến giao diện này của lớp học. Bây giờ giả sử như là ở trong cái giao diện này thì Phương chỉ cần post lên một cái điều gì đó, đúng không? Thì Phương vào bảng tin ở trên lớp này thì đó là chia sẻ. Ở trong cái lớp này thì Phương muốn đăng thông tin gì thì thầy cô chỉ cần vào cái chỗ luồng này. Ở trong luồng, sau đó mình sẽ đăng thông tin ở đây, ví dụ như là tối mai chúng ta học lúc 20 giờ nhé, đúng không? Và chúng ta muốn gửi cái thông tin này cho bạn học sinh nào trong lớp thì chúng ta sẽ bấm chọn vào đây và gửi cho tất cả sinh viên hoặc gửi cho một sinh viên cụ thể. Đó, ví dụ như này, giả sử thầy Phương đăng cái thông tin này lên. Đó, thì chúng ta thử nhìn ở cái giao diện của bạn Phương ấy, thì bạn cũng sẽ cả thầy giáo Bùi Duy Phương đã đăng như này. Đấy, như vậy thì bây giờ cái lớp này nó sẽ giống như là một cái Facebook của lớp và các thầy cô có thể chia sẻ các cái thông tin lên trên này. Một cách khác để các thầy cô có thể chia sẻ cho học sinh cái để cho học sinh có thể gia nhập cái lớp này là các thầy cô có thể bấm vào đây là chính là cái mã cho lớp học của mình. Vậy thì các thầy cô chỉ cần gửi cái mã này, chúng ta có thể copy sao chép thế này và gửi cho các con học sinh của mình thông qua ví dụ như là Zalo hay là Facebook và con sẽ sử dụng cái mã này để có thể đăng nhập được vào lớp. Vậy thì các con sẽ làm như thế nào để đăng nhập được vào lớp? Thì ví dụ như là chúng tôi lấy một cái địa chỉ email khác. Giả sử có một bạn học sinh, bạn cũng vào trang là classroom.google.com. Học sinh thì muốn vào lớp thì phải vào cái trang này. Sau đó thì các bạn ý sẽ phải bấm vào đăng nhập, đúng không ạ? Đăng nhập Google Classroom.
Đấy, các bạn sẽ nhập địa chỉ email của mình vào. Sau đó thì nhập password vào. Thì lúc đó thì bạn học sinh cũng có thể tham gia được vào cái trang là Google Classroom này. Và bây giờ bạn muốn gia nhập, ví dụ bạn muốn gia nhập cái lớp toán 7A2 của thầy cô Bùi Duy Phương lúc nãy ấy, thì bạn cũng sẽ bấm vào dấu cộng này. Và bây giờ bạn sẽ không phải bấm là tạo lớp học. Tạo lớp học thì dành cho thầy cô giáo, còn các con học sinh thì bấm vào dấu cộng này rồi bấm vào tham gia lớp học. Và con sẽ nhập cái mã lớp mà thầy cô mình gửi vào cho mình. Ví dụ như là thầy giáo ở cái lớp này, lớp 7A2 này, thì nó có cái mã lớp này như thế này, đúng không? Đó, thầy cô đã gửi cho con cái mã lớp này. Bây giờ các bạn học sinh đó muốn gia nhập lớp này, các con chỉ cần điền mã lớp này vào đây để bấm tham gia. Và như vậy thì lập tức bạn đã tham gia được vào trong lớp này. Và trên đây thầy cô chia sẻ điều gì thì bạn cũng có thể đọc được và có thể tham gia bình luận nhận xét. Ví dụ như thế này, và sau đó bạn bấm gửi. Thì bây giờ chúng ta đã có một cái nơi là cái diễn đàn chung của lớp, và các thầy cô có thể dễ dàng chia sẻ bài tập, chia sẻ hình ảnh, link, tất cả mọi thứ lên đây. Và mỗi khi học sinh mà bấm comment thì lập tức ở trên này chúng ta thấy là về giao diện của lớp này, thì chúng ta thấy là cũng lập tức cũng sẽ hiển thị toàn bộ lên đây. Vậy thì đây là chức năng là tạo lớp trong Google Classroom. Tuy nhiên Google Classroom sẽ không chỉ dừng lại ở việc là tạo một cái diễn đàn để các thầy cô đăng mọi thứ lên đây và con nhận được thông tin đâu. Ở video sau thì thầy Phương sẽ hướng dẫn các thầy cô và các con cái cách để mà chúng ta có thể là không cần phải gửi link hàng ngày cho các con, thì chúng ta có thể tạo ra cái lịch cho lớp của mình để đến giờ là các con lập tức nhận được thông tin về phòng học của mình, về cái đường link, ID, mật khẩu của cái giờ học đó để các con truy cập vào lớp. Và khi thầy cô dạy rất nhiều môn, nhiều lớp khác nhau thì thầy cô cũng chỉ cần tạo ra các lớp như này, rồi thầy cô sẽ đồng bộ cái lịch đó với các lớp, thì các con học sinh sẽ tự động nhận được lịch, cho thầy cô không phải gửi link cho từng lớp nữa. Vậy thì làm điều đó như nào? Các thầy cô hãy chờ đợi video tiếp theo của thầy Phương. Các thầy cô hãy nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh và bấm vào nút hình quả chuông để mỗi lần thầy Phương ra video mới thì thầy cô sẽ là người đầu tiên nhận được. Hãy chia sẻ nó lên Facebook để sau này cần thì các thầy cô có thể xem lại được ngay. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô ở những video tiếp theo.